Thưa quý vị, sáng qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế hiện tài, các anh hùng liệt sĩ có công với đất nước và trồng cây lưu niệm tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội. Trong không khí ấm áp đầu xuân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng phát triển đất nước, nguyện quyết tâm phát huy truyền thống và những giá trị cao quý của dân tộc, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trồng cây lưu niệm tại trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.